Nỗi đau khổ, thất vọng và uất ức khiến cô gái ấy mãi vẫn không bình tĩnh lại được để bắt đầu câu chuyện với Thanh Tâm. Mở đầu, cô ấy nói rằng khi tình yêu của cô và anh đến nông nỗi này thì cô chẳng còn có thể tin trên đời lại có một tình yêu trọn vẹn, chung thủy, sát son được nữa. Cô đã định quyên sinh bằng một liều thuốc ngủ nêu sáng hôm ấy, đứa con gái 4 tuổi không bị cảm, sốt cao, phải nghỉ học ở nhà. Đương nhiên là lúc ấy Thanh Tâm phải phủ đầu mắng cho cô một trận. Rằng sao cô bằng ngần ấy tuổi rồi, có ăn có học, cha mẹ nuôi nấng, chăm bẵm cô bao nhiêu năm trời. Cô đã báo hiếu được họ những gì mà giờ đây nỡ đem đến cho họ nỗi đau khổ tận cùng đến như vậy. Sao cô lại có thể là đứa con, là người mẹ tồi, ích kỷ và nhẫn tâm đến như vậy? Và cô vẫn khóc ròng nói là không muốn sống nữa. Họ yêu nhau từ những ngày cũng học trung học phổ thông. Rồi anh thi đỗ vào đại học, còn cô phải học cao đẳng tại tỉnh nhà. Suốt những năm ấy, chỉ trừ khi phải đi làm tình nguyện cùng khoa cùng lớp ở đâu đó thì ngày nghỉ anh mới không về quê thăm cô. Còn thi cử vào 9 giờ đêm thứ 6 là anh đã có mặt ở nhà để được gần người yêu. Càng lớn anh càng đẹp trai, cao to và tính tình hết sức cởi mở, dễ gần, lại học rất giỏi. Cho đến cuối năm thứ 3 thì cô thật sự lo lắng vì thấy người yêu của mình quá hoàn hảo trong khi mình lại ở cách xa anh cả 100 km. Biết nỗi lo lắng của cô, anh luôn thổ lộ tình yêu của mình để cô tin rằng đời này, kiếp này sẽ không có bóng hình người con gái nào thay thế được cô trong trái tim anh. Tốt nghiệp ra trường với bằng luận văn xuất sắc, anh được nhận về dạy hợp đồng ở một trường đại học, còn cô vẫn chỉ có thể tìm được một việc thích hợp ở tỉnh nhà. 2 năm sau ngày anh ra trường, họ cưới nhau, một đám cưới tại quê nhà thật bình yên, vui vẻ và ấm cúng. Khi con gái đầu lòng của họ được hơn 1 tuổi, anh bàn với cô hãy mạo hiểm làm một cuộc cách mạng vì tương lai. Nghĩa là cô xin thôi việc ở tỉnh, đem con ra Hà Nội, vợ chồng thuê nhà ở và tìm việc cho cô ngoài đó. Phải đấu tranh, dằn vặt lắm, cô mới quyết tâm ra đi được vì cả hai bên bố mẹ rất lo, nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ thì họ sẽ thiếu thốn, khó khăn vô cùng. Mà đúng là họ khó khăn vô cùng thật. Những ngày đầu, cô đã làm đủ thứ việc miễn là kiếm ra tiền để phụ giúp anh lo trang trải cuộc sống. Rồi cô cũng xin được vào làm văn thư, chẳng liên quan gì đến chuyên môn đã được học ở một cơ quan. Lương chỉ hơn 4 triệu đồng trên tháng nhưng ổn định và thời gian không bó buộc lắm. Và anh đã động viên cô xin học tại chức để có bằng đại học đúng chuyên ngành đã học. Thật không ngờ mọi sự tính toán sắp đặt để họ có thể có một tương lai tốt hơn lại là khởi đầu của việc họ đã làm tan nát trái tim nhau ngày hôm nay. Vì tan giờ làm buổi chiều là cô phải tất tả đến ngay lớp học nên việc đón con, nấu cơm chiều ở nhà đều do anh đảm nhận. Mọi việc dần vào nề nếp, chỉ có điều giữa họ ngày càng có ít thời gian ở bên nhau. Buổi tối cô đi học về nhà, cơm nước, vệ sinh cá nhân xong là 10 giờ đêm. Anh sau khi ăn cơm cùng con, tắm rửa, cho con ngủ cũng tranh thủ đọc sách, chuẩn bị giáo án cho buổi lên lớp ngày mai, còn cô cũng bắt đầu vào học bài, làm bài từ 10 giờ đêm tới khuya. Rất nhiều lần anh nhẹ nhàng âu yếm vợ và dục đi ngủ. Có khi cô đáp ứng tình cảm của chồng nhưng phần nhiều là từ chối vì lo cho bài học ngày mai chuẩn bị chưa xong, để mặc cho anh tự đi ngủ. Đã nhiều lần anh nhắc nhở cô lâu quá rồi vợ chồng con cái không về thăm ông bà, không mấy khi được sum họp. Đặc biệt anh phàn nàn gần như cô đã quên mất bổn phận của người vợ đối với chồng trong gia đình. Vì quá vất vả, mệt mỏi, stress, lại bị chồng trách cứ khiến cô rất tủi thân và bực mình, cho là anh đòi hỏi vô lý. Rồi thì nhiều lần cô đi học về thấy con gái được gửi bên hàng xóm, ăn trực cơm hàng xóm, còn bếp ở nhà vẫn nguội lạnh. Cô gọi điện cho chồng thì anh nói có việc bận không về kịp nên đã nhờ hàng xóm đón con hộ, bảo cô tự nấu nướng mà ăn. Việc đó tái diễn liên tục cho đến ngày cô nhận ra lâu rồi chồng cô cũng không phàn nàn, dục cô đi ngủ cùng nữa. Buổi sáng anh ra khỏi nhà với những bộ quần áo tự là thẳng tắp, lại còn sức cả nước hoa, việc từ xưa đến nay anh không bao giờ làm. Mọi giác quan trong cô như bừng tỉnh và cô đã lên mở xem điện thoại di động của chồng khi anh đã ngủ. Trời đất tối sầm và quay cuồng khi cô nhận ra bằng chứng của một cuộc tình ngoài hôn nhân thật rõ ràng. Chắc lâu nay cô không bao giờ để ý đến điện thoại của chồng nên anh mới chủ quan không xóa dấu vết. Lúc đó đã là 12 giờ đêm, cô nhắn tin bằng điện thoại của chồng cho cô gái kia. Lập tức có tin trả lời, sao thế cưng, vừa chia tay lại nhớ em rồi à? Hẹn ngày mai gặp anh, em yêu anh. Thật là lạ khi người chồng không hề chối cãi mà còn khẳng định giữa anh và cô sinh viên năm thứ nhất kia đã quá gắn bó với nhau rồi. Anh nói cô ấy đã đem đến tình yêu thương, sự quan tâm, chăm chút cho anh giữa lúc anh mệt mỏi và cô đơn nhất. Giờ anh đề nghị với vợ hãy ly thân một thời gian để cả hai cùng kiểm định lại tình cảm của mình. Người chồng đã sai lầm và thật đáng trách khi phản bội vợ, nhưng người vợ cũng rất sai lầm khi không nhận ra tình yêu mà bị bỏ đói thì nó cũng có thể chết giống như mọi sinh vật khác mà thôi. Chẳng có gì vĩnh cửu và bất biến cả, tình yêu lại càng như vậy nếu người trong cuộc không biết chăm chút, nhen nhóm ngọn lửa yêu thương trong mỗi giây, mỗi phút ở bên nhau. Với đôi vợ chồng có một tình yêu quá tuyệt vời, lý tưởng này, liệu mọi chuyện đã quá muộn chưa?